Nha Trang, ghé chợ Bến Lư bữa nãy à, nên mình theo giờ thấy dàn bông thì quá mình đi tham quan. Bông bữa nay giá kẻ cũng bình thường nhưng ổn định như năm trước. Đây đốt sừng bông rất là nhiều nên chợ bữa nãy đây rất là sôi động, mùa xuân đến cũng vui vẻ nên bông đầy hết đẹp. Bông mà bình thường giá kẻ cũng vừa túi tiền cho chị em mua. Giờ mình đi dạo vô mà coi lựa những chợ chậu bông đẹp bút rồi giờ mình cho quen ngày xuân. Giờ mình vừa quay chị không đây mình đi vô chợ chợ mình thấy một bên đây thì bông cúc đó, một bên đây thì bông cúc phơi lê, một bên là bông mai, bông cây cảnh cũng rất là đẹp đủ các loại bông hết. Nên mấy bạn cái tham quan rồi cái thì chọn cho mình một cái chậu bông hoặc một cây cảnh gì cho đẹp về đốt xuân năm 2020. Chậu nào chậu nấy nở hoa rất là nhiều. Năm đây hoa nở rất là đốt xuân sớm quá nên các chậu thì nở quá nhiều ở đậu cũng hơi rút. Rồi mình đi sớm mình để mình chọn những chậu cúc mình cho đốt xuân cho nó đẹp hơn, nở vừa hơn. À, đây là mấy bạn coi á, dạng bông cúc phơi lê nè, cúc phơi lê đó. À, mấy bạn coi cúc phơi lê rất nở dị dàng. Rồi xong rồi mấy bạn cứ chọn bông nào đẹp. À, cúc phơi lê đẹp không? Giờ mình đi vô dạo chợ hàng tạp hóa. Mức bánh kẹo mình đi vào chợ nó các bạn thấy chợ Vinh Hải không? Nó chi vừa chi đậu vừa bán đồ tết trưng bày đó chợ Vinh Hải đó các bạn. Chợ Vinh Hải là một điểm đi quen giữa lại rất là nhộn nhịp, vừa bán bông rồi vừa bán trưng bày đồ tem tím trong nhà trong cửa. Đó, bây giờ mình đang đứng là ngay chợ như các bạn đó, bây giờ là hàng hóa bán tạp hóa đó các bạn, vừa bán mũ vừa bán dép quần áo trang trí nội thất trong nhà như các bạn đó, các bạn thấy không đó, chợ rất là đông và vừa đẹp nữa đó. Bông này là bông giấy nha các bạn, bông giấy màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đủ loại bông rất là đẹp. Bây giờ mình đang đứng để chọn lựa bông. Còn bên kia là cúc, cúc là cũng màu vàng. Đó, mình thấy các bạn mình thấy là vừa đỏ, vừa xanh, vừa màu vàng. Đó, đủ thứ kiểu bông quế đẹp hiện nay. Rồi nó để trưng bày bén ngay trung tâm chợ Vĩnh Hải nha các bạn. Đó, bông quế là đẹp nè. Còn phía ngoài kia là dừa mai, dừa cúc nha các bạn. Còn mặt bên kia là nghệ dân. Đó, các bạn thấy không? Chợ này chợ mấy quế là đẹp. Bông, đây là bông mai giấy, dừa nó ghép nè các bạn. Ghép. Đây là để về là đỏ tung bừng luôn các bạn. À, các bạn thấy không? Đây là bông cúc rồi. À, bông cúc luôn các bạn. Bông cúc đó ghế là vừa bông nha. Khi đậu đó là khi nó chở bông đó ra bé nha các bạn. À, bông cúc của các bạn ghế là đẹp luôn. Mình đang chọn lựa bông để mình mua về chơi bê một chân như các bạn. Bên đường có bên đường có mặt ngoài kia là cái xi bên cạnh có xi thô có xi lô này đó, các bạn thấy không đó, xi này chạy đó là mặt đường cái như các bạn đó. Thank you.
vô là vô đường đổ bên phải đường bạn đó thì nó vô đường đổ tấp nập đường bạn vé đông người những người đây là đến hàng rong ở chợ đường bạn đó thì chào các bạn thì quay đoạn video tiếp theo cho các bạn. Mình đang đứng để mà chờ về đường cho các bạn đồng với đồng về lại luôn tập luyện về lại ghế đồng của chỗ